Kính thưa các quý vị, quê hương Hà Nam là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Trong sự nghiệp chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, nhiều người con của quê hương đã anh dũng hy sinh như anh hùng liệt sĩ thiếu niên Dương Văn Nội, quê ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chứng kiến cảnh đánh đập, áp bức dã man của phát xít Nhật đối với đồng bào, anh đã tham gia cách mạng và hy sinh. Lúc đó, anh tròn 15 tuổi. Năm 1997, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, nơi đây từng là trận địa pháo phòng không, đáp trả những đợt không kích ác liệt của đế quốc Mỹ và là trọng điểm giao thông huyết mạch từ hậu phương miền Bắc, chi viện cho miền Nam nên trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của địch. Và nơi đây chứa đựng đầy những ký ức của người dân Phủ Lý, không thể quên được sự kiện trung đội nữ dân quân Lam Hạ sát cánh bên nhau chiến đấu với kẻ thù. 10 cô gái dân quân anh hùng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng là 10 bông hoa thép bất tử, huyền thoại trong lòng nhân dân Hà Nam. Chương trình tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Hà Nam xin phép được bắt đầu. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ. Đội nghi lễ vào vị trí. Nghiêm. Chào cờ, chào. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn. Đội nghi lễ về vị trí. We'll be right back.
Phần tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2022 của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam đến đây là kết thúc. Xin kính chúc ban giám khảo cùng các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc liên hoan của chúng ta thành công tốt đẹp!